Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu tiết số 2, bài 22, phép chia số thập phân, vở bài tập môn toán lớp 5, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 74 nào. Ta sẽ đến với cái bài số 1. Người ta yêu cầu là gì? Đặt tính, rồi chúng ta tính nhé. Ok, như vậy đây là gì? Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thường tìm được sẽ là một số gì các em? Số thập phân này. Ok không? 23 chia cho 5. Như vậy mình sẽ thấy này, 2 không chia cho 5 chúng ta lấy 23. 23 chia cho 5 thì được mấy? 4, 4 x 5 bằng bao nhiêu? 20. 23 trừ 20 thì chúng ta còn dư mấy? Dư 3. Thêm số 0 thì chúng ta sẽ phải đánh dấu gì? Dấu phẩy vào phần thương. Được chưa? 30 chia cho 5 thì được mấy? 30 chúng ta chia cho 5 thì được mấy nhỉ? 6 đúng rồi. 6 x 5 30. 30 trừ 30 bằng 0. Như vậy đây là một phép chia hết. Ok. Tương tự nào, mình sẽ có là 7 này chia cho 4. Ok nhá. Bảy chúng ta chia cho 4. Vậy thì 7 chia cho 4 được mấy? 1. 1 nhân 4 là 4, 7 trừ 4 thì còn dư 3. Thêm số 0 thì chúng ta sẽ đánh dấu phẩy ở thường. 30 chia cho 4 được mấy? 7 đúng không? 7 nhân 4 bằng 28. 30 trừ 28 thì còn dư 2. Tiếp tục thêm một số 0 nữa. 20 chia cho 4 được mấy nhỉ? 5. Ok chưa? Đấy, như vậy chúng ta được là 1,75 nhé. Rồi, sang câu tiếp theo. Chúng mình có là 720 chia cho 64. Được chưa? 72 chia cho 64 thì sẽ được mấy thôi? 1. 72 trừ 64. Như vậy mình sẽ còn được mấy nhỉ? 8 đúng không? Chính xác không các em? Ok. Hạ số 0. Mình được 80. 80 chia cho 64. Được mấy lần các em? Cũng chỉ được 1 lần thôi đúng không? Chính xác không? Rồi 80 mà trừ đi 64. Thì chúng ta còn mấy? 10 trừ 4 thì còn 6 này. 8 trả 1 còn 7. Vậy thì 7 mà trừ đi 6 thì chúng ta còn mấy đây? 1. Như vậy ở đây mình còn dư là bao nhiêu? 16 nhá. Ổn chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ thêm một số 0. Thì chúng ta phải đánh dấu gì? Dấu phẩy ở thường. Như vậy chúng ta nhẩm được khoảng mấy? 4. 2 được 2 x 4 là 8. 2 x 6 12. Không được. Chắc được 2 nhỉ. 160. Được 2 thử xem. 2 nhân với 4 thì bằng 8 này. Và 2 x 6 12. Ok. Như vậy ở đây chúng ta sẽ được là bao nhiêu? 2 x 4 bằng 8 thì 10 trừ đi 8. Chúng ta còn là dư 2. Ok. 2 x 6 12. Như vậy thì 16 này các em trả 1 còn 15. 15 mà trừ đi 12 thì chúng ta còn dư 3 đúng không? Chuẩn chưa nhỉ? Rồi tiếp tục chúng ta lại thêm số 0 nữa. Đấy. Như vậy mình được 320. 320 mà chia cho 64 thì được mấy? 5 đúng không? 5 4 20 viết 0 nhớ 2. 5, 6, 30 thêm 2 là 32. Ok. Như vậy mình được phép chia hết nhé. 11,2, 25. Ổn chưa nào? Rồi. Sang bài 2. Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó. Như vậy thì để biết được cái phép tính, 4 phép tính ở trên này có kết quả là bao nhiêu thì bắt buộc chúng mình phải làm cái gì nhỉ? Nháp thôi, đúng không? Đấy, như vậy thì thầy sẽ nháp xuống đây nhá. Mình lấy phép tính đầu tiên này, 15 chúng ta chia cho mấy? Chia cho 4. Ok chưa? Đấy, phần này thì bắt buộc mình phải nháp thôi. Ok, 15 mà chia cho 4 thì chúng ta chỉ được 3 thôi. 3, 4, 12. 15 trừ đi 12 thì chúng ta còn dư 3. Thêm số 0 thì đánh dấu phẩy. Đúng không nào? 30 mà chia cho 4 thì được mấy? 7. 7 x 4, 28, còn dư 2. Được không? Thêm 0. 20 chia cho 4 thì được mấy? 5. Ok, như vậy thì mình sẽ tìm kết quả 3,75 chúng ta nối với phép tính này. Ổn không? Đây, 3,75 đây. Ok, xong nhá. Rồi, sang phép tính thứ hai. 361 chúng ta chia cho 5. Đấy, thầy sẽ sửa này luôn nhá. 361 chúng ta chia cho 5. Được chưa? Những cái này chúng ta lại bỏ đi, tức là mình viết nháp mới này. 36 chia cho 5 thì chúng ta sẽ được là mấy? 6. 6 5 30 còn dư 6 này. Hạ 1 này. 60 chia cho 5. Wow, không được. Vậy thì cái này dư lớn hơn rồi, dư lớn hơn không được, chúng ta phải lấy là 7. 7 x 5 35. 36 trừ đi 35. Đấy thì còn dư 1. Hạ 1 xuống chúng mình được 11. 11 chia cho 5 được 2. 2 x 5 là 10. 11 trừ 10 còn dư 1. Thêm số 0 thì đánh dấu phẩy. Ok. 10 chia cho 5 thì được mấy? 2. Ok. Như vậy sẽ là 72,2. Đâu, 72,2 đây. Kết quả này. 72,2 này. Được chưa? Rồi tiếp tục. Chúng mình có 29 chia cho mấy? Chia cho 8. 29 chúng ta chia cho 8 này. Đấy, thì các em cũng có thể nhẩm được ngay, đúng không? 29 chia cho 8 thì chỉ được mấy? 3. 3, 8, 24. Đúng không? 3 x 8 24, 29 mà trừ 24 thì còn dư 5. Thêm số 0 thì đánh dấu phẩy. 50 chia cho 8 thì được mấy? 7 thôi, đúng không? 7 8 5 6 à? Không được, chỉ được 6 thôi nhá. 6 8 48, 50 trừ 48 còn dư 2. Thêm số 0. 20 chia cho 8 thì được mấy? Được mấy nhỉ? Được 2 thôi, đúng không? 2, 8, 16, 20 trừ 16 còn dư 4. Tiếp tục thêm số 0. 40 chia cho 8 thì sẽ được 5. 5 x 8, 40. Hết. Như vậy mình sẽ chọn kết quả là 3,6225. Đâu? 3,625 đâu? Ok. Đây, 3,62. Ổn chưa? Rồi, mình sang phép tính tiếp theo nào. 132. Chia cho 3, 32. Ổn chưa? Rồi, chúng mình sẽ có 13 không được, ta lấy cả 3 chữ số là 132 chia cho 32 thì được mấy? 4 thôi, đúng không? 4 nhân cho 2 là 8, 12 trừ 8 thì còn mấy? 4 này. Viết 4 nhớ 1 nhá. 4 x 3 12. Vậy thì 13 này các em trả đi 1 rồi. Đúng không? Thì nó còn bao nhiêu? Còn bao nhiêu? Còn 12. 12 trừ đi 12 thì bằng 0 rồi. Thêm số 0 ta được 40. Thì chúng ta phải đánh dấu phải 40 chia 32 được 1. 1 x 32 là 32, 40 trừ 32 thì còn 8. Thêm số 0, 80 chia cho 32 thì được mấy nhỉ? 3 không? Không được, 3 x 3 là 9 rồi, chỉ được 2 lần thôi. 2 x 2 là 4. 10 trừ đi 4 thì bằng 6. 3 nhân với 2 bằng 6. Như vậy thì 8 các em trả 1 đi thì còn 7, 7 trừ 6 thì còn mấy đây? 1. Đúng chưa? Ok, tiếp tục mình lại thêm một số 0 nữa. 160 chia cho 32 thì mình sẽ được là mấy đây? 5 đúng không? 5 x 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1, 5 3 15 thêm 1 10, 16. Như vậy kết quả 4,125 đây. Chính xác nhá. Ok. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta làm tính nhanh á, thì còn cái phép tính cuối cùng với cái kết quả cuối cùng là chúng ta nối ngay, không cần phải thực hiện như này nhé. Bởi vì nếu mà chúng ta cần cái thời gian đấy các em. Đấy, còn đây là chúng ta đang học thì thầy vẫn thực hiện cái phép tính để cho chúng ta biết được. Ok. Rồi, sang bài 3 nào. Bác Toàn trộn 4 yến đậu nành thì cần 150 gam men. Hỏi mỗi yến đậu nành cần trộn với bao nhiêu gam men? 4 yến thì bằng này, vậy thì giờ 1 yến. Dễ không? Như vậy chúng ta sẽ có mỗi yến đậu nành thì cần trộn với gì? Số gam men là, được chưa? Đấy, các em sẽ lấy bao nhiêu? 150 chia cho 4. Được chưa? Rồi mình nháp ra. Đây thầy sẽ lại tiếp tục thực hiện nháp ra đây cho chúng ta. 150 chúng mình chia cho 4 này. Mười 15 chia cho 4 thì được mấy? Được 3. 3, 4, 12 còn dư mấy? Dư mấy? Dư 3 đúng không? Hạ không, 30 chia cho 4 thì được mấy? Được 8 không? Không được, được 7 thôi. 7 x 4 là 28. Như vậy đây còn dư 2. Hạ không thì đánh dấu phải 20 mà chia cho 4 thì được 5. Được chưa nhỉ? Đấy. Ổn không? Như vậy thì 150 chúng ta chia cho 4 thì mình sẽ được là 37,5. 37,5. Đơn vị đây là gì? Gam. Ok. Và bây giờ các em chỉ việc ghi gì? Đáp số thôi. Thế là xong nhá. Rồi thầy sẽ xóa cái phần nháp ra đi. Đáp số 37,5 gam. Gam gì? Gam gì? Gam men. Ok. Xong nhá. Rồi mình đến bài 4 nào. Cái bể trên ban đầu đựng là 42.003 lít dầu. Sau đó người ta mở 3 cửa cùng lúc cho dầu chảy xuống hết 3 bể ở giữa. Đấy, chúng ta quan sát này. Đầu tiên thì chứa 42.003 lít này. Ta mở 3 cái cửa đây này. Đấy, cho nó chảy vào 3 cái bể ở giữa này các em. Rồi dầu lại chảy hết từ mỗi bể ở giữa xuống 2 bể dưới. Tức là một bể ở giữa này thế lại chảy xuống 2 bể dưới nữa này. Hỏi cuối cùng ở mỗi bể dưới cùng thì có bao nhiêu lít dầu. Biết ba cửa nối bể trên cùng với ba bể ở giữa thì rộng bằng nhau, và các ống thông nối bể ở giữa với bể dưới cùng thì cũng sẽ bằng nhau. Tức là gì? Hiểu một cách nôm na là tất cả nó đều làm sao? Chảy như nhau, đúng không? Đấy, vậy thì mình chỉ cần quan sát này, 42.003 lít, 42.003 lít này. Như vậy thì đầu tiên chúng ta, lời giải đầu tiên chúng ta phải lấy cái gì? 42.003 này chúng ta chia cho mấy? Chia cho 3 để tính được cái gì? Mỗi một cái bể ở giữa đây này nó chứa bao nhiêu lít dầu, đúng không? Người ta hỏi là hỏi cái gì? Cuối cùng ở mỗi bể dưới cùng này, tức là hỏi mỗi một cái bể đây này nó chứa là bao nhiêu, hiểu không? Vậy thì mình chỉ cần tính là gì? Dầu nó chảy xuống cái bể này là bao nhiêu, sau đó chúng ta lấy cái này này chia tiếp tục cho mấy? Cho 2. Ok, được chưa? Vậy thì lời giải thứ nhất chúng mình sẽ trả lời đó là gì? Số lít dầu, số lít dầu gì chảy xuống ở gì? Mỗi cái bể ở giữa là, được chưa? Ok không? Hay là gì? Mỗi bể ở giữa, mỗi cái bể ở giữa thì chiếm số lít dầu là, hay là gì, chúng ta gọi là chứa đi, được chưa? Hay là có đi, mỗi bể ở giữa nó sẽ chứa được, đúng nào, chứa được số lít dầu là, ổn không? Đấy, mình sẽ lấy bao nhiêu? 42.003 chúng mình chia cho mấy? Chia cho 3 thì nó sẽ ra số lít dầu ở gì? Mỗi cái bể giữa này, đúng không? Ok, rồi chúng ta đặt cái phép tính ra. (42.003) chúng mình chia cho gì? Chia cho 3 nhé. Đây, thầy sẽ đặt phép tính lên đây. Đặt phép tính lên đây nhá. (42.003) chia cho mấy? Chia cho 3 này. 4 chia cho 3 thì được 1. 1 nhân 3 là 3, còn dư 1, hạ 2. Chúng mình được 12, 12 chia cho 3 bằng 4. 3, 4, 12, 12 trừ 12 bằng 0. Hạ số 0 xuống, số 0 đầu tiên nhé. Như vậy mình sẽ được là 0. 0 chia cho 3 thì cũng được gì? Được 0. 0 nhân 3 là 0, 0 trừ 0 bằng 0. Tiếp tục chúng ta hạ số 0 thứ 2. Cũng lại được mấy? Được 0 thôi. Ok chưa? Rồi vậy thì ở đây cũng sẽ là 0. Hạ số 3 xuống. 3 chia cho 3 được mấy? Được 1. 1 nhân 3 là 3. 3 trừ 3 bằng 0. Đấy, như vậy thì mỗi một cái bể ở giữa đây này thì chúng mình sẽ được bao nhiêu? 14.001 lít. Được chưa? Đến đây được chưa ấy nhỉ? Rồi, vậy thì từ cái bể ở giữa này nó mới phân phối ra. Tức là gì? Đây bể số 1 là 14.001 nè. 14001. Anh này cũng là gì? 14001, đúng không? Anh này cũng 14001. Vậy thì bây giờ từ đây mới chia ra hai cái bể ở dưới. Thì lời giải tiếp theo của chúng ta đó là gì? Mỗi cái bể gì ở dưới cùng, đấy, dưới cùng chứa số lít dầu là. Ổn chưa? Ok. Như vậy các em lại tiếp tục lấy 14001 chia cho 2. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ lấy cái này chia cho mấy? Chia cho 2 nhé. 14 này, 001 này chia cho 2. Ok chưa? Rồi mình sẽ chia này. 1 không chia được, ta lấy 14, 14 chia cho 2 thì được 7, 7 2 14. Hết. Hạ số 0 này. 0 chia cho 2 thì bằng gì? Bằng 0. Ok. Như vậy trừ hạ tiếp số 0 nữa này, chúng ta cũng lại được gì? Được 0. 0 nhân 2 cũng vậy thôi, cũng là còn 0. Hạ số 1. 1 chia cho 2 thì được gì? Được 0. Được chưa? 0 nhân 2 là 0, 1 trừ 0 vẫn bằng 1. Thêm số 0 thì sẽ phải đánh dấu, dấu phẩy. 10 chia cho 2 bằng 5. 5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 thì bằng 0. Đấy, như vậy nó sẽ được bao nhiêu? 7.000. Đúng không? 7.000 phẩy 5. Chính xác chưa? Chính xác chưa nhỉ? Ok nhé. Rồi vậy thì đây là gì? Lít. Và cuối cùng chúng ta ký đáp số. Đáp số 7,5 lít dầu. Ok. Xong chưa các em? Rồi, như vậy thì mình đã hoàn thành được cái tiết số 2 này nhé. Và đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video đến cho các bạn. Bye bye.